Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Năm địa đạo nổi tiếng của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20 đã trải qua hai cuộc kháng chiến lâu dài và ác liệt nhất, phải chống lại những kẻ thù xương sỏ nhất. Tuy nhiên, với ý chí quật cường, nhân dân ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để giành độc lập chủ quyền cho đất nước, dân tộc ta. Trong các cuộc kháng chiến, chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, hệ thống địa đạo có đóng góp không nhỏ cho những thắng lợi cuối cùng. Nó còn thể hiện ý chí đấu tranh và sự mưu lược của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Hôm nay, kênh Theo Dòng Lịch Sử sẽ đem đến cho quý vị cái nhìn tương đối toàn cảnh về năm địa đạo lớn nhất ở nước ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 1. Địa đạo Củ Chi. Với chiều sâu nhất đến 8 mét, cùng với thổ đất sét pha ong mà địa đạo trước đây chịu được sức công phá ghê gớm của bom đạn. Địa đạo Củ Chi là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Bắc. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo, có hệ thống đường hầm nằm sâu trong lòng đất, nhiều tầng nhiều ngõ ngách như mạng nhện, dài trên 200 km, có nơi ăn ở, hội họp và chiến đấu. Địa đạo Củ Chi thể hiện ý chí kiên cường, trí thông minh, niềm tự hào của người dân Củ Chi, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc Việt Nam. Củ Chi đã được tặng danh hiệu đất thép thành đồng. Ngày nay, địa đạo Củ Chi là di tích lịch sử du lịch, văn hóa nổi tiếng, ghi dấu những chiến công các chiến sĩ quân dân Việt Nam. Địa đạo Củ Chi đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Họ sẽ được trải nghiệm cuộc sống dưới địa đạo như những chiến sĩ thực thụ trước đây, tham quan, ăn uống những món ăn của cư dân địa đạo. 2. Địa đạo Vịnh Mốc. Địa đạo Vịnh Mốc, thôn Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị là một công trình quân dân sự trong chiến tranh Việt Nam. Hệ thống địa đạo tồn tại ở phía bắc sông Bến Hải, cầu Hiền Lương trong suốt những năm 1965 đến 1972. Cấu tạo địa đạo như một ngôi làng dưới lòng đất với rất nhiều căn hộ, đủ chỗ cho 3 đến 4 người ở, 3 giếng nước, hội trường với sức chứa 50 người, bệnh xá, nhà hộ sinh, trạm phẫu thuật, bếp hoàng cầm, kho gạo, trạm đặt máy điện thoại. Hệ thống địa đạo gồm có 3 tầng. Tầng thứ nhất sâu 12m, dùng để sinh sống. Tầng thứ hai cách mặt đất 15m, được dùng làm nơi cất giữ lương thực và vũ khí hay hội họp. Và tầng cuối cùng sâu 23m, được dùng để tránh bom. Hiện địa đạo Vĩnh Mốc nằm trong hệ thống các điểm du lịch khu phi quân sự. Hàng ngày, nơi đây đón tiếp hàng trăm lượt khách tham quan, nhiều nhất là các cựu quân nhân từng chiến đấu ở đây. 3. Địa đạo Nhân Trạch. Vùng Phước An vốn là rừng nguyên sinh long trào, một thời được mệnh danh là thủ đô của Long Thành kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, rừng Long Chảo là căn cứ hoạt động của huyện ủy Nhân Trạch với hệ thống địa đạo, giao thông hào, ô ụ chiến đấu cùng lán trại trên mặt đất. Lực lượng đào địa đạo khoảng 20 người thay phiên nhau, đào bằng dụng cụ thô sơ như cuốc xẻng đã khởi công vào đúng ngày 19 tháng 5 năm 1963, nhân kỷ niệm 73 năm ngày sinh Bác Hồ. Địa đạo có kết cấu hình vòm nằm sâu dưới mặt đất từ 5 đến 7 mét, cao từ 1,8 đến 2 mét, rộng từ 1 mét đến 1,2 mét. Bên trong địa đạo có nhiều lỗ thông hơi, ngách rẽ sang hai bên, hầm bí mật, giếng nước, bếp hoàng cầm. Địa đạo có thể chịu được sức công phá của bom 250kg, chứa được từ 300 đến 500 người. Sau ngày thống nhất đất nước, hệ thống địa đạo dài 1,5 km này không còn nguyên vẹn, chỉ còn giữ lại gần 200 mét. Mặc dù vậy, ý nghĩa lịch sử của căn cứ cách mạng này là rất lớn nên ngày 19 tháng 1 2001, Bộ Văn hóa Thể thao đã xếp hạng địa đạo Nhân Trạch là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hiện địa đạo đã được mở cửa cho du khách đến tham quan trải nghiệm. 4. Địa đạo Khe Trái, Thừa Thiên Huế. Địa đạo Khe Trái là một trong những di tích lịch sử chứng minh hùng hồn sự kiện lịch sử đặc biệt, điển hình của quân và dân trị Thiên Huế. Trong quá trình chuẩn bị, chiến đấu và kết thúc chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968. Địa đạo nằm ở đồi 160 thuộc địa bàn phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, có 3 cửa đều nằm trên triển dốc của đồi 160. Từ 3 cửa số 1, 2, 3 đi vào bên trong là Long Địa Đạo, nơi đây có các hầm ngủ, hầm hội họp.
Ngoài ra, còn có cây khô ở các vách hầm được dùng làm trụ để mắc võng. Địa đạo là một kiểu trụ sở của Bộ Chỉ huy Chiến dịch, một kiểu cơ quan của quân khu, của khu ủy và thành ủy Huế, được xây dựng ở vùng núi rừng, góp phần làm phong phú và đa dạng các loại kiểu địa đạo của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thể hiện sự thông minh sáng tạo của công binh quân khu Trị Thiên trong việc xây dựng căn cứ cách mạng, làm giàu thêm kho tàng nghệ thuật quân sự, nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta. 5. Địa đạo Vĩnh Linh. Nằm ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, vùng đất phải hứng chịu một lượng bom đạn khổng lồ trong cuộc chiến chống Mỹ, địa đạo Vĩnh Mốc với chiều dài 1,7 km với hệ thống giao thông hào chằng chịt là công trình ghi dấu sự sáng tạo và ý chí quật cường của quân và dân Quảng Trị. Địa đạo Vĩnh Linh là hệ thống địa đạo độc đáo được xây dựng từ năm 1966 đến 1968. Hệ thống làng hầm địa đạo Vĩnh Linh đã trở thành lá chắn thép che chở, bảo vệ vững chắc, hạn chế đến mức thấp nhất sự tổn thất về người và tài sản, phục vụ tốt cho việc sinh hoạt và chiến đấu. Nhờ có hệ thống này, quân và dân Vĩnh Linh có đủ điều kiện để bám trụ kiên cường, đánh trả các cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ Ngụy, lập nên chiến công vang dội. Bắn rơi 239 máy bay, bắn chìm và cháy 69 tàu chiến các loại, đẩy lùi nhiều toán gián điệp biệt kích. Tuy nhiên, dưới sự tác động của nhiều nguyên nhân, hệ thống làng hầm địa đạo Vĩnh Linh ngày nay phần lớn đã bị biến mất hoặc xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.